tiểu sử nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm, người chờ đò cần mẫn, mẹ ruột của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm, nghệ danh là Tử Kỳ Hoài Anh, sinh ngày 7 tháng 1 năm 1953 tại Hà Nội. Bà được trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2007, giành được nhiều giải thưởng, huy chương cá nhân như huy chương vàng độc tấu đàn bầu trong cuộc thi âm nhạc và múa dân gian phong cách hóa tại Dijon, Pháp năm 1993, ba cúp vàng, ba cúp bạc tại Liên hoan nghệ thuật quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào năm 1995, năm 2003 và 2005. Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, huy chương vì sự nghiệp văn hóa thông tin. Cần mẫn, mẹ ruột của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Vượt qua định kiến trước đây, làm thân con gái chớ nghe đàn bầu, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm, nguyên trưởng khoa nhạc cụ truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã theo đuổi việc học đàn bầu và trở thành nghệ sĩ nhân dân đầu tiên của bộ môn này. Trong dòng ký ức miên man về nghề giáo, bà bồi hồi chia sẻ, có lẽ không loại nhạc cụ nào có được lực lượng kế cận tài năng hùng hậu và tâm huyết như đàn bầu. Đương nhiên là người chờ đò, tôi vô cùng hạnh phúc, tự hào vì điều đó. Quan sát tinh tế, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm phát hiện ra những học trò có giọng hát thiên bẩm và kịp thời động viên họ đi theo con đường ca hát để tôi luyện nên những giọng ca nổi tiếng cho đất nước, như nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương. Không chỉ vậy, tình yêu với cây đàn bầu và âm nhạc dân tộc còn được bà truyền cho chính con trai mình là nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Hồ Hoài Anh. Là người theo học nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm suốt 15 năm, nghệ sĩ ưu tú Lệ Giang hiện là giảng viên đàn bầu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô giáo Tâm như là người mẹ sinh ra mình lần thứ hai vậy. Nghệ sĩ ưu tú Lệ Giang cũng chia sẻ, hơn 30 năm trước tôi là học trò của cô Thanh Tâm. Cô Thanh Tâm rất đẹp, từ ánh mắt, nụ cười cho đến giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm. Dường như cô chưa bao giờ cáu gắt với học trò. Cô luôn nắm tâm lý của từng học trò, vừa dạy vừa dỗ bởi học sinh mới vào trường hầu như còn nhỏ, chỉ từ 7 đến 8 tuổi. Cũng bởi quá thần tượng cô nên trong nghề biểu diễn lẫn giảng dạy của tôi đều cố gắng tiếp thu, học tập từ phong cách đến khả năng sư phạm của cô. May mắn là giờ đây, tôi chính là đồng nghiệp của cô, tôi lại càng có điều kiện được gặp gỡ, học hỏi cô nhiều hơn. Nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng, nhạc sĩ trong những bộ phim đình đám như là Ma Làng, Gió Làng Kình, Thương Nhớ Ở Ai, cũng không thể quên sự chỉ bảo tận tình của cô Thanh Tâm. Anh bộc bạch rằng, cô là người luôn quan tâm tới học trò. Với tôi, cô luôn tôn trọng, tính sáng tạo, khuyến khích, động viên tôi cải thiện kỹ năng để có nét riêng trong cách chơi đàn. Hạnh phúc tự hào nói về các học trò, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm xúc động chia sẻ, theo đàn bầu các em phải học từ rất nhỏ nên cô được gắn bó nhiều năm, tình cảm sâu đậm. Đàn bầu là môn học khó, bởi vậy tôi luôn cố gắng dạy các em phải nỗ lực từng ngày. Với Hồ Hoài Anh hay những học trò khác, trong cách dạy của tôi đều tràn đầy tình yêu thương, sự tâm huyết, trách nhiệm và đôi khi cũng rất nghiêm khắc. Đàn bầu nói riêng và âm nhạc dân tộc nói chung là tinh hoa của đất nước, bởi vậy tôi luôn dặn học trò phải cố gắng giữ gìn, tiếp nối cho muôn đời sau. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm thời là cô gái trẻ cá tính có phần bướng bỉnh. Vượt qua tiếng xì xào của các bạn nam, xinh quá mà lại đi học đàn bầu kìa, con gái mà lại học đàn bầu, bà quyết định gắn bó cuộc đời mình với tiếng đàn réo rắt, lấp lánh hồn dân tộc. Vượt qua tất cả, Thanh Tâm trở thành nữ sinh đầu tiên tốt nghiệp chuyên ngành đàn bầu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và cũng là nữ nghệ sĩ đầu tiên mang tiếng đàn bầu đến với bạn bè quốc tế. Trong ký ức của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm, thì lần đầu tiên biểu diễn trong một chương trình giao lưu nghệ thuật tại quảng trường ở Liên Xô cũ vào năm 1974 đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất với bà. Ngay từ khi nốt nhạc đầu tiên của bản nhạc Volga xinh đẹp vang lên trên bầu trời Việt Nam thì trời bỗng nổi cơn mưa lớn. Nhưng vì đang biểu diễn nên tôi không thể rời vị trí mà tiếp tục biểu diễn cho đến hết bài. Và tất nhiên khán giả cũng không ai bỏ chạy. Vì quá nhiệt tâm nên tôi không để ý ai đó đang che ô cho mình. Chỉ đến khi bản nhạc kết thúc, tôi ngẩng lên thì thấy có cựu chiến binh Hồng quân Liên Xô ngực đeo đầy huy chương đứng sát lại che cho tôi và cây đàn khói ướt. Hay trong lần biểu diễn tại Liên hoan Sinh viên Thế giới năm 1979 tại thành phố La Habana, Cuba, bà đã không thể xuống được sân khấu bởi khán giả yêu cầu chơi hết bài này đến bài khác.
Sự nghiệp thành công là thế, nhưng cuộc đời của nghệ sĩ Thanh Tâm lại lắm gian truân. Bà đã từng viết những câu thơ: "Tôi khóc cho tôi một buổi chiều, khi hoàng hôn xuống mộng liêu xiêu, khi chim sao xác tìm tổ ấm, còn lại mình tôi với bóng xế chiều." Khi hôn nhân với người thầy giáo cũ tan vỡ sau 10 năm chung sống, cũng là vì chấn động tâm lý này mà bà đã nhiều lần muốn chấm dứt cuộc sống. Thế nhưng hồi tưởng lại, bà bảo chính cái đàn bầu đã khiến bà có suy nghĩ tích cực hơn, bà học cách chấp nhận và cuối cùng tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình. Gắn bó với cái đàn bầu hơn nửa thế kỷ, nghệ sĩ Thanh Tâm luôn cảm thấy may mắn khi được học hỏi, dìu dắt bởi những người thầy, những nghệ sĩ nhân dân xuất sắc như nghệ sĩ ưu tú Vũ Tuấn Đức, nghệ sĩ Bạch Huệ, thầy Ba Dạ. Nhờ những kiến thức của các thầy mà bà có được ngày hôm nay, bởi vậy bà luôn ý thức rõ trách nhiệm truyền nghề cho thế hệ sau. Một trong những việc làm tâm huyết của bà trong nhiều năm qua là biên soạn giáo trình, giáo án cho đàn bầu ở các cấp học cũng như sưu tầm, tập hợp các tác phẩm như đàn bầu cho tuổi học đường tập 1, tập 2, tuyển tập bài tập kỹ thuật cho đàn bầu tập 1, tập 2, tuyển tập dân ca, ca khúc và tác phẩm nước ngoài chuyển soạn cho đàn bầu dân tộc. Tiếng đàn bầu của nghệ sĩ Thanh Tâm được đánh giá không chỉ mềm mại bay bổng mà còn khát vọng cá tính, đã làm rung động trái tim của biết bao khán giả trong và ngoài nước. Đặc biệt, tiếng đàn ấy còn là nguồn cảm hứng cho những vần thơ, trong đó có bài Cô Tấm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tích. Những câu thơ nhẩn nha cảm xúc đã được Hồ Hoài Anh phổ thành bản nhạc trữ tình để tặng người mẹ yêu quý của mình. Đặc biệt, tiếng hát ấy còn là nguồn cảm hứng cho những vần thơ, trong đó có bài Cô Tâm của tác giả Nguyễn Văn Tích. Những câu thơ nhẩn nha giàu cảm xúc ấy đã được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh phổ thành bản nhạc trữ tình để tặng người mẹ yêu quý của mình. Bài hát cũng phần nào khắc họa được chân dung một bà, một nhà giáo say đắm, miệt mài chở những chuyến đò sang sông. Biết bao nhiêu những chuyến đò, dòng sông, sóng lớn, gió to quản gì, biết bao nhiêu những mùa thi, cánh chim vỗ cánh bay đi khắp miền,